hai vợ chồng nó kêu cho nó đi khác đi, không tiếp mãi đâu. Mãi cũng mệt lắm rồi. Nhưng qua con cũng vô thấy bọc qua cái gì Tam Quốc là không á. Hồi thúi lắm, bé em anh rút đó. Rồi con à, mãi hốt cho con buộc buộc đi ra chỗ trước đi. À, mãi sách không nổi đâu con à, không đi hai vợ chồng nó luôn. Với bên chồng ta mới bỏ đó, ui kể cho nghe. Hỏi chị chồng đâu, tôi nói nặng nỉ. Bên chồng mày cho một miếng đất cho cháu ở, đem đi cho thui hả? Nó nói chuyện như đem đi cho thui hả? Tôi nói tôi ráng đi. Tôi năm nay là tôi 70 mấy, 71 rồi, tội nghiệp tôi đi. Tôi đi bộ nè. Với em nó quần áo con đó thay rồi, bỏ thay bỏ ống giặt, giặt cái ống hơi keo nó đem vô cũng không đem vô nữa. Nó kệ bỏ ra đi, chứ nó bỏ làm chi, người ta cho đồ mới không này con à. Né cô nó ăn đó. Ăn trời ơi, có ai cả chết rồi ăn. Ngồi cái bên đi bà tôi với con nhỏ Út á, thầy nói một chân hầu Việt Nam không trời thật ơi, thì ông kêu bà ăn một miếng thịt lợn để cho người ta biết mặt ở người ta. Trời bà cứ thấy đi ông nổi lắm cô à, cho bà đổ lại bà giận giận cái thằng người ba thấy nguội quá đem lại đốt đây nè. Sao nó cũng mà đi rồi nó hốt bỏ để trong bao chứ không bao giờ làm. Không nó đi thành phố nó nuôi nó hai vợ chồng nó dữ lắm, người ta còn ép buộc nó trả nợ nữa, tội nghiệp cho cháu đó. Lần sau hai đứa sao ngoại là nó ghét rồi bà dẫn bà đổ lại á. Tức là cái gì hốt rồi hả, bà dẫn mà đổi ra lại ha. Tôi không nói chuyện định con nhỏ này hay lao bắt xế nói chuyện không nghe đó ngâu gì nói nó hốt rác rồi bà đổ ra chi ngoài xong nãy. Bây giờ mấy cháu không tin tưởng hội xóm mình sao là biết cái xóm này á, gì làm bà ngoại nó sao hỏi cái bên này cũng vậy. Thôi tội nghiệp này, nó thấy nó cũng khờ ngoài ơi. Còn mãi mới biết khờ mới ngoại giặt đồ nè. Quần áo con nó cứ ngoại đi ngâm nữa rồi. Ngâm giặt thôi. Khô rồi không bao giờ đem xuống đem vô. Sai em. Thôi giặt đồ có đem vô không, gì? Không đem đồ của con đó. Đồ con. Đem đồ của bà vô. Sao kỳ vậy? Ở này là nhà của ai? Ngoài mà ở trước. Ở ngoài trước. Ở trong lõm trước này đó hả? Mình ở là hai vợ chồng ở đây không hả? Ở trong này sao không vô ngủ? Không tin tưởng tôi hỏi thăm nhỏ này. Tức là mình giặt đồ, mình đem đồ thì mình phải đem đồ mình, rồi đem đồ của ngoại mình vô luôn chứ. Sao đem đồ của mình sao vô không vậy? Ngoài là ngoài sao, ngoài chồng ngoài ruột. Ngoài ruột. Ngoài mua cho cặp nè, nó để hôi thối cho ngoại. Mưa gió gì không đem vô. Ngoại mua đồ mới khó. Sao hay là cái đó là do mình không biết hay sao gì? Mình không biết hay sao? Nói vậy đâu, nó không làm cho nữa. Sao sinh ngoại vô trong ngủ đi, trong đó nó rộng nữa. Nó có gà một. Tức là ngủ hàng ba trước này đó hả? Nó mưa gió rồi sao? Nó giọt hết trơn rồi sao vậy? Hả? Tối mưa mưa tạt hết trơn. Rồi sao sao đó? Bà ngoại la hoài vậy đó, buồn hay gì? Buồn. Bà ngoại nói là ở bên chồng bên kia cũng vậy nữa, là hai đứa không có sạch sẽ đó, bởi thành ra bên chồng không cho ở, phải không? Tao không thương nữa. Chung ngại được đó, nó không đem đi đâu đổ. Vậy đó hả? Không tin nó theo dõi ngoài xóm á, nói làm sao không vậy không? Ép xã nó biết gì, nó làm khổ ngoại quá, ép phúc nó, ép người Việt Nam. Con thấy nén gì nó làm như nó cũng hơi khờ khờ đó ngoại. Nó khờ lắm, mẹ nó cũng vậy, sanh đi ở với người ta. Thôi mình thông cảm cho nó đi. Thông cảm tới bây giờ mẹ chồng ta không cho ở đó, rồi nó
chứ nó khờ rồi, nó khờ rồi chắc nó tội nghiệp. Nói cho ăn con cháu nhưng ngoại la từ từ thôi quá, người ta vô hỏi đâm cưới lớn lắm không cho đâu. Mong mày kêu hỏi hỏi ở giúp thương con cháu đi. Thằng nhỏ này nó thằng này không chịu đâu, bà ngoại cho tôi thằng này làm biên, làm biên không làm biên vậy mày, tao gả cho mày, tôi gả cho đó, tôi lấy cái 5 phân vàng đeo cho nó đó. Tới nó thằng chồng nó bệnh tôi bán xài hết mới nó mở, tôi có nói lãnh thuốc đi bỏ chứ cái này ông phải là cũ đó, ông mua mới mới nè, có đàng hoàng á. Thì ngoại xài bỏ luôn vậy đấy ha, xài bỏ bây giờ con không tin tưởng sao theo dõi cái bà này tốt, không phải xấu. Không tin tưởng nhưng mà ý kêu ngoại la từ từ là được không, sợ em út nó không biết á, mình dạy từ từ. Ông cảm nó tới nhỏ tới lớn mà không biết cái gì hết, thông cảm mà con cháu à, con đừng có ở dơ quá thôi. Hổm ông vậy nè, anh em nè hỏi đi gì mày không hốt cái này bỏ, hôi quá hôi mâm ruốc đó, nó đem đủ đem mâm ruốc đem cái gì đó đâm đâm rồi ăn không hết nửa thao gì nữa con. Tôi nói Di xong làm bỏ, thầy nói dụ cơm thì để riêng để phơi, trời Phật cho mình nó con đừng để chung trong rác, tiếp sau là không có cái gì ăn nó, con dạy dỗ nó không chịu. Ông hai tôi gặp người Việt Nam, ông thấy đổ một hộp cơm á, ông bánh nó dữ lắm, nó có hình kìa ông mới mắc đó. Ông nói bà tính đuổi mấy đứa đi cái gì? Dạ cho đi đâu. Thôi, đi cho đi bà ơi, đừng nghiệp nó bà ơi, nó hai đứa tôi nó cho bà. Người ta đuổi ra rồi, đất cát người ta mênh mông thiếu gì. Ông ơi mày không có mà không tin tưởng hỏi lên xã, hỏi lên ấp có chuyện vậy không, bà Duyên này có vậy không, tôi không có biết, vậy không biết rồi bà ơi ngoại ơi. Nhưng mà thấy nó cũng khờ, thấy tội nghiệp nó chứ bây giờ mình đuổi nó rồi nó đi đâu giờ, nó đâu có chỗ ở. Nhĩ tôi nói nè, sắp xếp cái này con, cái này bán được thì bán đi, ông hốt cái này nè, vậy ông làm nữa đó, ông làm nữa chứ nó không bao giờ làm đâu, ngoài ông già đâu, ông thờ ông đau dữ lắm. Giờ mình từ từ đi khuyên nó, chỉ cho nó. Tôi nói tôi khuyên hồi lúc mẹ nó cũng thờ vậy. Thì đó bởi vì mình... người ta gạt rồi ở người ta có con ôm để nhà con ngoại nuôi ở cho má, tôi đi thời gian tôi gửi tiền 100 bạc nó không gửi nữa. Ai không tức mà bây giờ con cháu của mình giờ nó khờ thì mình bỏ qua đi, sửa sàn đi, quét cho sạch đi, bây giờ mẹ hốt vậy em con, vợ chồng nó hốt vậy đi để ăn trước dạy nó từ từ mẹ ơi. Từ ngoài từ chết luôn, tại vì nó đã như vậy rồi thôi, nó khờ với có con nhỏ nữa rồi đi ra chỗ đâu nó ở. Biết cháu mình thở không cho đi xa, ông cũng có làm gì được á, một con gà nó hổn nó nứa nó luộc vậy nó ta cho gà chết ăn có một chân một vịt, hai cháu nhỏ nó ngồi vậy cái bên để cho em miếng đi nín thinh, tôi không cho là tôi già rồi là nó không cho ngoài ăn nha. Hỏi ngay đó, đừng có hỏi ai đó, hỏi ngay luôn. Ngoài đuổi đi đâu vậy? Ôi, thực ra, ôi, mua thôi đừng nói chứ đừng có đi nha, đi ra ngoài ngoài dẫn ngoài nói gì rồi ở đỡ đây rồi. Ủa che một tấm màn với miếng cao su ngoài dặn ngoài lớn tuổi ngoài dặn ngoài la thì thôi đừng có đi nha, đi không có chỗ ở đâu đó. Khóc rồi dạ, muốn khóc rồi dạ. Ok đỏ mắt chơi người gì đỏ mắt chơi nè. Không mà ngoại nói gì đúng không gì? Bà toàn đúng. Nó dốc lắm. Dốc lắm. Ngồi tin thiệt đi cho ma bà con ở đây để lại thăm ta biết. Mình đừng có dốc có tội, có mắt trời ở trên cái đầu mình. Nghe không? Nói đi, nói thẳng luôn, đừng sợ. Như bây giờ nói với ngoại đi, giờ nhiều khi nhắn gì nó cờ nè thì nói là con không biết. Ngoại dạy con từ từ. Không biết cái gì? Con chồng có con rồi tại sao mà không biết? Biết cao khờ. Biết ăn ngon, biết không ngon, sao không biết? Như nó khờ đó, nó không được, nó không được bình thường táo như người như... ta. Như cha mẹ cũng mất hết rồi. Mình vui
Thương nó đi ngoại ơi. Sợ lắm gì tụi ở với ngoại không. Sao rớt nước mắt rồi nói cho mấy chú mấy anh nghe coi. Buồn hả? Buồn cái gì? Ngoại la hoài hay gì? Bà ngoại nói là đồ đạc mình không không giặt, không không đem đồ vô, không quét rác gì đó, phải không? Đồng rác nhà. Có giặt không? Có giặt đồ không? Giặt thì giặt cho ai? Thế là bà dặn bà đổ ra ngược lại ha. Rồi còn mà thí dụ như giặt đồ á là mình giặt cho mình với chồng mình thôi hả? Có giặt cho bà ngoại không? Mà sợ là giặt không sạch hả? Đi thành phố bao cho cậu nó muốn chết luôn, đi trả nợ mua cho thêm sao sao đó à. Ở đây được không? Tính ở đây hay là tính đi kiếm tất cho nó mớ đi ở đây. Ở đây mà không có mà đi không có cho các nhà đi. Có tiền ở phòng trọ không? Dạ. Dù như mướn phòng trọ có tiền mướn không? Nặng đủ ăn nữa. Nặng đủ ăn đúng không? Có đồ ăn, đồ sống. Chị đi làm gì vậy? Mình bán vé số. Bữa nay có bán không? Bán. Tối. Tối bữa nay còn số không? Dạ. Bữa nay còn. Bán lít tới trăm. Bán được như tờ. Trăm tờ. Trăm tờ cũng là được 100,000 nha. Dạ. Rồi con có đi bán không? Con bán. Tức là Duy bán không à? Duy bán. Còn chồng ở nhà cơm nước nó cho em bé ha. Hai chồng ăn đi bán. Nhỏ đi bán xong chồng nằm không coi tiền ngoại cơm nhiều. Ăn đi. Lấy tiền mặt không ha. Ăn tôi không nói đâu. Ngoại cơm cơm nhầm thì ngoại không có ăn. Nhưng mà có dốt nữa thì chồng đi bán được không? Khi ai ăn cơm hết tội cho bà giữ con. Ngoại nấu nữa. Nguyện Duy tính tính đi hay là tính ở? Bà giận bà la gì là để khóc vậy thôi ha. Thôi chứ không đi ha. Thì gì nè thì bà giận bà la nói vậy thôi, kiếm cái cách nào đó giống như là mình sửa sai đi, năn nỉ bà để cho bà bớt giận. Con bà cháu từ nhỏ con khờ dại. Nói chung con Duy cũng khờ. Nói con nói ông á, tôi không phải muốn ở với bà, tôi muốn đi chỗ khác đó, tại không có đất ở đó. Như bà lớn tuổi rồi thôi ngọt ngào với bà một chút ha. Em mình à, không cho bà ngoại là con tin mãi lúc này làm tiền bà này xuống bà ngoại nè chạy ruột của tôi mà tôi nói chắc mắt trời ông ông coi nha. Tôi nói thiệt lắm á, tôi không phải bậy bạ đâu con, tôi nói thiệt. Con phải sạch sẽ chút đi cha ơi, sạch sẽ chút đi. Bà nhúc vô cái bao kìa, bà đem keo đi bỏ. Bỏ không bò, mấy đứa con vô đây đó, thôi. Con nghe không? Là con tin nó, con trẻ là tin con mấy hai bà già này già. Nó đẻ trước nó, còn cháu. Đẻ mẹ con nó. Này cũng sai, con nhỏ này vợ nó cũng sai là không đem đi, bây giờ không đem đi. Mà giận thêm nữa. Nghĩ cái hết giận liền rồi. Nó từ đây con sửa đổi. Nếu con khờ mà. Con mồ côi từ nhỏ con khờ vậy ơi. Thôi vậy, không có cha không có mẹ mà. Đi gì? Đi. Thằng Lý ngoài đi. Qua thằng Lý ngoài là ngoài siêu lòng à. Dạ anh à. Thì con đi thẳng ra nghỉ ngoài đi. Vô không rửa, ngoại gom để rửa nữa. Nói ngoại ơi, con xin lỗi nó. Cái chảo nó hay ăn, nó chiên cá ăn, tới giờ hai chồng ăn rửa nữa. Gì? Nó đâu có ngoại rửa. Con trai nó. Ăn kia, ăn kia, đi tặng kia, rồi không phải ăn chung. Nó ăn, ngoại ai nó ăn rồi, nó không rửa. Giàu ai nó ăn, nội ai nó nấu hả? Nói chung nó thơ quá. Bếp nấu chung. Bếp thì nấu chung nhưng mà đồ ai nấy nấu đó ha. Bánh mì ai nấy ăn ai vậy? Cơm ai nấy ăn, bụng ai nấy no phải không? Dạ. Rồi thấy có củi chổng rồi củi ai kiếm? Đó là bếp ga. Mình có thấy có nồi củi nữa đó.
Rồi mà ngoại nói là bánh mì, là ăn bánh mì không có đưa cho ngoại miếng nào chứ nha. Bà nói là ăn ấy mà xin đó. Bà xin tôi chút, tôi cho anh chút. Phải rồi, nó thiền nó khờ mà. Thì ngoại xin có chút thì nó cho chút. Bà ngoại nó cho ngoại chút thì nó cho một chút. Không xin lúc đó ngoại thầy em qua muốn ăn. Như cái bông nhớ mẹ hơn ơi kệ xí. Nó ơi nó mình nhớ ngay nó không muốn ở với bà đâu. Tại tôi không có đây. Bà nói là gớm con, sao con cho bà không ăn được, bà đập bỏ. Bởi vì cũng khó hiểu quá ha. Ngày không tắm. Khó phân tắc quá. Cũng hơi lu bu hơi ha. Hồi rối. Một lần đi cùng bà mình nó hôi thối với lắm con. Ông nói vậy đó.